gái để được gả vào hào môn đã ép chị gái gả cho một tên lưu manh. Nhưng cô ta không ngờ rằng, cuối cùng chính mình lại là người rơi vào tay lưu manh. Lúc này cô em vẫn đang vui vẻ rót trà mời chị gái. Thải Vi nhanh tay hất đổ ly trà đó, em gái tưởng chị đã uống chén trà bị bỏ thuốc liền lập tức ra tay. Thải Vi cố tình lảo đảo, lúc này cô đã gần như ngất xỉu. Thấy vậy Vân Bạch Sương ra sức kéo tỷ tỷ xuống ao nước. Nào ngờ Thải Vi vung tay một cái, cô em mất cân bằng, người loạng choạng sau đó ngã xuống ao nước. Cô hô hoán mọi người đến cứu. Các nha hoàn thấy vậy cũng nháo nhào lên, họ hô lên oai oái cứu mạng, cứu tiểu thư nhà tôi với. Lúc này một gã đàn ông lấm lét đứng ở đầu cầu. Đến lúc hắn lên sàn rồi, nghĩ vậy tên kia lập tức lao xuống nước ôm lấy Vân Bạch Sương. Hắn tiện tay tháo nút xiêm y trên người cô ta, không hổ là một công tử ăn chơi khét tiếng. Lần này hắn hành động như vậy là do nhận được mật báo, không ngờ lại được hời như vậy. Tiểu nương tử này cô cũng yêu kiều. Lúc này Vân lão gia chạy đến xem tình hình, Từ Thịnh bẩm báo vừa rồi do quá mải cứu người, nhất thời quên mất lễ tiết nam nữ, giờ tiểu thư đã không còn sạch sẽ. Tuy nhiên Vân lão gia nghe mà nổi giận đùng đùng, tên háo sắc này rõ ràng đang cố tình ra tay với con gái ông. Để giữ thể diện cho cô, Từ Thịnh hứa 3 ngày sau sẽ mang xính lễ đến Vân phủ cầu thân. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là một người đàn ông vô cùng oai phong tuấn tú. Vân hầu phủ mà kết thân với phủ quốc công, vậy bổn vương chúc mừng hai nhà trước. Vân Thải Vi cảm thấy giọng nói của anh đẹp trai này vừa lạ vừa quen, nhưng cô không tài nào nhớ ra là ai. Vân lão gia không đồng ý mối hôn sự này vội, vương gia tiếp tục thêm dầu vào lửa. Từ Thịnh thầm hạ quyết tâm, hắn phải cưới mỹ nhân này bằng được. Không còn cách nào khác, Vân lão gia đành đợi chuyện này lắng xuống, đợi về kinh rồi định đoạt. Tiền thị cho rằng Vân Thải Vi đã ra tay phá hủy sự trong sạch của con gái bà, nhất thời tức giận bà hất cô ngã ngửa. Bà muốn cô cũng phải mất sự trong sạch như con gái bà. Vân Thải Vi nhất thời sơ ý, cô bất ngờ bị Tiền thị tấn công. Nhưng thời khắc quan trọng, vương gia kịp thời tiến đến đỡ lấy cô. Vân Thải Vi bị thu hút bởi diện mạo của người đàn ông này, nước mắt hạnh phúc không tự chủ rớt xuống từ khóe miệng. Vừa lên bờ cô đã nghe thấy Vân lão gia và Tiền thị cãi cọ. Tiền thị nhất quyết buộc tội Vân Thải Vi đã hãm hại con gái bà. Vân Thải Vi đáp trả hùng hồn cô không hề làm vậy, tất cả mọi người có mặt ở đó đều có thể làm chứng. Nào ngờ nha hoàn lại nói cô ta thấy hai tiểu thư lôi kéo nhau ở trên bờ, sau đó thì nhị tiểu thư rơi xuống sông. Nghe vật TLG phẫn nộ nhìn Vân Thải Vi, không ngờ con lại độc địa đến vậy, đó là em gái ruột của con đấy. Ông ta giơ tay định đánh Vân Thải Vi, lúc này vương gia lại kịp thời ngăn lại. Hầu ra việc gì phải bạo lực thế, vừa rồi bổn vương đứng trên bờ đã chứng kiến mọi chuyện, những gì ta thấy lại khác hẳn. Nhị tiểu thư nhất quyết kéo đại tiểu thư ra bờ sông xem người ta thả đèn, đại tiểu thư cương quyết từ chối, nhưng nhị tiểu thư lại rơi xuống sông. Vân Thải Vi nói cô đã uống trà em gái mời và thấy vô cùng choáng váng. Nói rồi đại phu thử kiểm tra, quả nhiên là chén trà bị hạ thuốc, chân tướng đã rõ như ban ngày, vương gia mới lùi về sau. Trước khi đi còn không quên mỉm cười với Vân Thải Vi. Thấy vậy cô vô cùng kinh hoàng, vương gia là một đại lão hổ ư? Trong buổi tiệc thưởng cúc, vương gia bất ngờ xuất hiện sau lưng Vân Thải Vi. Anh khen cô hôm nay ăn vận rất phù hợp, nói rồi liền quay người bỏ đi. Vân Thải Vi kinh ngạc không nói nên lời, người này bị điên rồi ư? Trêu chọc cô một cách thản nhiên như vậy rồi bỏ đi. Mẹ kế cố tình mách tội với phụ thân cô, Hằng Vương có vẻ có ý với Vân Thải Vi, nhưng em gái lại đố kỵ cãi, chị ấy câu dẫn thái tử, giờ lại câu dẫn Hằng Vương, có khác nào hồ ly tinh không chứ? Nghe vậy phụ thân chỉ có thể nói, Thải Vi, Hằng Vương không phải người thường, không thể tùy ý chọc vào đâu. Vân Thải Vi đến cạn lời, rõ ràng là người ta chọc vào cô trước, cô có biết gì đâu. Vân Thải Vi đi dạo một mình trong vườn phù dung, đúng lúc này cô gặp một con khổng tước đang nghỉ ngơi. Thấy nó hai mắt cô sáng bừng, Bạch Khổng Tước ngươi thật xinh đẹp, mau xòe đuôi cho ta xem. Tuy nhiên Bạch Khổng Tước lại trợn mắt với cô, nhà đầu ngu ngốc, ngươi có phải khổng tước cái đâu. Vân Thải Vi dần giật khóe miệng, cô không ngờ lại bị một con công khinh thường. Đúng lúc này sau lưng truyền đến một giọng nói, khổng tước lập tức xòe cái đuôi thể hiện, Vân tiểu thư hôm nay cô ăn mặc như vậy chẳng lẽ là để được nổi bật nhất giữa rừng phù dung, thu hút thái tử. Nghe vậy Vân Thải Vi liền biết đây là Hằng Vương nhạt nhẽo kia. Dù đã nhiều lần gặp mặt nhưng Vân Thải Vi vẫn mê đắm nhan sắc này. Khổng Tước đứng cạnh nhắc nhở, người đàn ông này hỏi cô định câu dẫn thái tử à? Vân Thải Vi khinh thường quay ngoắt đầu, ai thèm nhảy vào cái hố lửa đấy chứ, có người muốn câu dẫn thái tử thì có. Nào ngờ vương gia lại bật cười, tiểu thư chê bai thái tử đến vậy sao, liên quan gì đến ngài? Hằng Vương đáp, đến thái tử còn không lọt mắt cô, thế cô thích mẫu đàn ông thế nào? Vân Thải Vi nổi đoá, tôi thích mẫu đàn ông nào thì liên quan gì đến lão vương gia chứ? Hằng Vương hoài nghi nhân sinh, bổn vương già lắm sao, 24 tuổi rồi mà còn chưa thành thân thì chỉ có mình ngài thôi, vợ quá cố của thái tử chỉ nhỏ hơn ngài một tuổi. Nghe vậy vương gia tức run cả người, anh rít từng chữ qua kẽ răng, Vân Thải Vi, để không phải gả cho thái tử, cô đã để lộ bộ mặt xấu xí của bản thân trong yến tiệc. Nào ngờ người đắm say lại là vương gia lạnh lùng thô bạo, anh chủ động cầu xin bệ hạ ban hôn cho hai người họ. Hoàng đế trước nay hết mực yêu thương con thứ, ngài lập tức đồng ý. Tuy nhiên Vân Thải Vi lại cho rằng Hằng Vương đang trêu đùa cô, giờ cô phải làm gì để đào hôn đây? Vừa về đến phủ đã nhận được vô số xính lễ, đám nô tỳ vô cùng ngưỡng mộ, năm xưa thái tử phi cũng đâu có được cho xính lễ long trọng đến vậy. Lúc này Vân Thải Vi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là làm thế nào. Để bán hết những món hàng này, từ đó đứng trên đỉnh cao cuộc đời. Thế là Vân Thải Vi vác cả bao tải đến tiệm thu mua náo nhiệt nhất trong thành. Vàng bạc châu báu ở đây đủ chứng minh chủ nhân chi tiêu hào phóng. Lúc trưởng quầy nhìn thấy những bức họa này, hai mắt ông sáng như đèn pha. Ông ái tiểu nhị đưa Vân Thải Vi vào vòng VIP nhất, sau đó lại bảo tiểu nhị khác đi báo tin quản gia Hằng Vương phủ lịch sự hành lễ. Vương gia có nên cân nhắc lại không ạ? Hôn nhân đại sự không thể để tiểu thư chịu thiệt được.
Lúc này bên ngoài bỗng có người chạy vào bẩm báo, không hay rồi vương gia, vương phi mang tranh chữ hoàng thượng ban thưởng đến tiệm tôi bán đứt. Nghe vậy vương gia nghiến răng ken két, ngài rít ra vào chữ vân. Lúc này Vân Thải Vi đang tọa hưởng kỳ thành trong căn phòng xa hoa, nghĩ thôi đã không nhịn được cười dùng mình. Lúc này một giọng nói chuyển đến, nàng còn biết dùng mình cơ à, ta thấy nàng không biết trời cao đất dày tẹo nào. Nghe vậy Vân Thải Vi trợn to hai mắt, cô không nói nên lời. Vương gia tức giận lườm cô một cái, dám mang tranh chữ cổ ngữ ban đi bán, nàng có mấy cái đầu để đùa nghịch vậy. Vân Thải Vi lập tức tái mặt, tôi có bán đâu, tôi mang đi giám định đó mà. Nói rồi cô ôm chặt đống tranh chữ đó, lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ đây không phải là sản nghiệp của anh, thế thì quá là đen đủi đi. Vương gia nhìn liếc qua là đọc được suy nghĩ của cô, định bán tranh đi để đào hôn hả? Bị nhìn thấu nên Vân Thải Vi dứt khoát thừa nhận, dù gì tôi cũng không thể gả cho ngài, ngài làm gì được. Nào ngờ vương gia bỗng bật cười, nàng nói xem bổn vương làm gì được, ngoan ngoãn làm vương phi của bổn vương đi, nàng không thoát được đâu. Vừa nói còn vừa nhéo má cô. Vân Thải Vi tức lối la ó, bỏ tay ra. Thế là nửa đêm đó Vân Thải Vi đành bắt đầu kế hoạch thứ hai. Nhân lúc không có người, cô vác tay nải lén lút chuồn từ hậu viện, tình cờ phát hiện một cái lỗ chó, Vân Thải Vi không mảy may do dự mà chui qua đó. Mẹ ơi, cuối cùng cũng được tự do rồi. Lúc này cô bỗng nghe có giọng nói quen thuộc bên tai. Vân Thải Vi quay đầu nhìn, một đôi mắt trợn trừng đang lườm nguýt cô. Tránh ra, đừng đi theo ta, con chó này là bảo bối của vương gia, có thể phân biệt thiện ác. Vân Thải Vi cạn lời, người này quả là không có gì quái đản không làm, tôi sẽ không gả cho ngài, đừng tưởng một con chó mà dụ được tôi. Vương gia không giải thích, chỉ cảnh cáo đại hắc phải bảo vệ vương phi cho tốt, nếu không thì đừng mơ có thịt ăn. Đại hắc nghe vậy lập tức nhe nanh. Vân Thải Vi hoảng sợ lùi vội về sau, đồ chó thúi, thôi vậy, cô không chấp chó, còn vương gia mặt lạnh kia sớm muộn cũng bị cô đè đầu cưỡi cổ, hôm nay coi như ngài thắng, cứ đợi đấy mà xem. Vân Thải Vi quay người về phủ, vương gia cạn lời, nàng vừa chui ra từ lỗ chó, giờ lại muốn vào từ cửa chính ư? Thế là vương gia bế Vân Thải Vi bay qua bờ tường. Khỏi cần cảm ơn, đây là chuyện trượng phu nên làm thôi. Không còn sớm nữa, vương phi ngoan ngoãn về nghỉ ngơi đi, liên quan gì đến ngài, không mượn ngài quan tâm. Vân Thải Vi nhe nanh múa vuốt, cô bị vương gia khống chế bằng một tay, chỉ trách tay ngắn, khó bực bội ghê. Vân Thải Vi bình tĩnh lại nhìn vương gia, tôi sẽ không đời nào gả cho ngài. Nói rồi cô giơ ngón giữa rồi co giò bỏ chạy. Vương gia chỉ thấy cô hết sức thú vị, nếu biết nghĩa của hành động giơ ngón giữa, không biết ngài sẽ có suy nghĩ gì. Sau đó vương gia cho gọi thị vệ, trông chừng vương phi, nếu nàng ấy chạy mất thì ngươi cũng đừng về đây. Sáng sớm hôm sau, Vân Thải Vi vừa mở cửa đã thấy đại hắc ngồi sẵn ở đó. Người anh em có mệt không? Canh gác cả tối không động đậy, đây là đùi gà tươi giói, thơm ơi là thơm. Đại hắc ngươi thật khôi ngô, có bạn gái chưa? Có cần chị đây giới thiệu cho vài em không? Đại hắc vẫn không động đậy, có tầng bốc tôi lên trời cũng vô ích, tôi sẽ không phản bội vương gia. Vân Thải Vi hơi tẽn tò, gần đây hình như ba đậu được giảm giá. Về đến phòng, Vân Thải Vi hết sức ủ rũ, chó thời cổ đại mà thông minh thế nhỉ, không thể coi thường được. Tiểu Kim Kim nói ngoài con chó đó ra, còn có người âm thầm theo dõi cô. Nghe vậy Vân Thải Vi ngồi thẳng dậy, người nào? Vương gia đã phái cao thủ, tìm ra người ấy cũng không đánh lại đâu. Vân Thải Vi bất lực ngả người ra ghế, tên Tiêu Diệm đáng ghét, hắn là ma quỷ đấy à? Nhưng cô không biết rằng, hôm nay là đêm trăng tròn, vương gia sẽ hóa thành đạo lão hổ, để được hưởng tự do hôn nhân. Vân Thải Vi quyết định đào hôn lúc nửa đêm, trước hết là cô sẽ để Tiểu Kim Kim đi đánh lạc hướng đại hắc, sau đó dùng mỹ nhân kế triệu bắt thị vệ xuất đầu lộ diện. Tiếp theo phải dùng thủ thuật thao túng tâm lý, nhưng lúc được thuận lợi rời khỏi đó, Vân Thải Vi nhận ra Tiểu Kim Kim không đến nơi đã hẹn. Lúc này bên tai cô truyền đến tiếng kêu tủi thân, quay sang thì thấy Tiểu Kim Kim đang bị trói dưới gốc cây. Vân Thải Vi bó tay, sao hai đứa lại ở đây? Tiểu Kim Kim nổi đoá, không thấy người ta đang bị trói à, còn không mau cởi trói. Lúc này một gã say rượu bỗng đi qua, hê hê mỹ nữ kia, thì ra Tiểu Kim Kim và đại hắc đã bị tóm lên. Hắn đang định làm vài món nướng, Tiểu Kim Kim cảnh giác gào lên, không hay rồi, nữ nhân ngu ngốc kia mau chạy đi. Nhưng gã kia đã nhanh hơn một bước, Vân Thải Vi nhận ra mình đã gặp phải háo sắc trong truyền thuyết. Gã kia túm lấy vai cô, thô lỗ muốn xé y phục của Vân Thải Vi, cô dùng hết sức đẩy hắn ra, sau đó cắn đầu cắm cổ bỏ chạy. Nào ngờ không cẩn thận vấp phải hòn đá, tên háo sắc cởi đồ lại gần, tình huống nguy cấp, tiếng đại lão hổ gầm lên vang dội. Ngươi dám cả gan động vào nàng ấy? Vương gia giận dữ xuất hiện trước mặt cô, dám động vào người phụ nữ của ta, xem ra ngươi chán sống rồi. Chỉ cần một chiêu tên háo sắc đã ăn hành, nàng muốn đào hôn đến thế cơ à? Nếu thực sự xảy ra chuyện thì phải làm sao? Lúc này Vân Thải Vi hơi sợ hãi và cũng có chút hối hận, bộ dạng tủi thân của cô lại khiến vương gia mềm lòng. Thôi vậy, tiệm áo sộc sạch chẳng ra thể thống gì. Nói rồi anh cởi áo ngoài choàng lên người Vân Thải Vi. Về phủ trị thương với bổn vương nào? Vân Thải Vi mỉm cười, thế này không hay lắm đâu. Cô vừa dứt lời, vương gia lập tức đen mặt, anh không lằng nhằng mà bế Vân Thải Vi lên. Mau bỏ tôi xuống, vương gia lạnh lùng nói, không đến lượt nàng quyết định. Bỏ tôi xuống, tôi tự đi được. Vương gia thở dài, cuối cùng vẫn chiều ý cô. Nhưng Vân Thải Vi vừa chạm chân xuống đất, cơn đau bất chợt ùa đến, cú ngã ban nãy có vẻ không nhẹ. Vương gia lại thở dài, anh bế cô về phủ, gồng cái gì không biết. Vân Thải Vi nhìn người đàn ông trước mặt, hình như cũng không đáng ghét cho lắm.